Giờ này nơi Bạch Mã Sơn đang rộn ràng hổ, nàng đang rụt đầu trong vòng tay âu yếm của quân, cho nhau nụ cười, cho nhau tình ái, bóng mắt ngắm chìm trong mộng mê thành. Con thân cao ơi,
dài hôm nữa tiểu muội phải về nơi xa lắm. Tôi biết cô nương sẽ lên kiểu cứ về Bạch Mã Sơn vui câu vô cùng các hùng quân công thường dân muội là kẻ thế chung với thân niềm âm nên muốn ân cần trả lại ân ca chiếc áo kéo thương gió ngàn hương sẽ làm lặng dài người thiếu và giang hồ. Mong